Vào dạng sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 3 sẽ là nơi những giấc mơ danh hiệu được chắp cánh. Loạt trận vòng 16 đội Europa League sẽ bắt đầu với 8 trận lượt đi, trong đó có những trận đấu rất đáng chờ đợi của những ông lớn xa cờ nhưng thèm khát những danh hiệu. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm thành phố Manchester, nơi diễn ra trận cầu hứa hẹn sẽ gay cấn và nhiều điều khó đoán giữa Manchester United và Real Betis. Với loạt trận 3 giờ sáng, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Old Trafford khi Manchester United tiếp đón Real Betis trên sân nhà. Nếu như cách đây một tuần, phần lớn giới mộ điệu sẽ nghĩ về một thắng lợi cho bầy quỷ đỏ khi Man United đang đạt một trạng thái rất cao, mọi chuyện sau một tuần lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Việc Man United nhận thất bại toàn diện 7-0 trước đại kình địch Liverpool khiến cho giới chuyên môn hoài nghi liệu rằng Man United có thể phục hồi tâm lý được không, hay sẽ là khởi đầu của sự trượt dài. Lực lượng cũng đang là một yếu tố đáng quan ngại về phía nửa đỏ thành Manchester. Những chấn thương dài hạn như Christian Eriksen và Donny van de Beek sẽ là điều đã quá quen. Martial thì chỉ mới tập luyện trở lại. Việc vắng ba cầu thủ này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của Man United. Vấn đề lực lượng của họ lại nằm ở việc các trụ cột như Casemiro, Bruno Fernandes, Marco Rashford hay Luke Shaw tuy không chấn thương nhưng đang gặp các vấn đề nghiêm trọng về thể lực sau chuỗi 5 trận trong 15 ngày vừa qua. Xét về lịch sử đối đầu, Manchester United và Real Betis chưa gặp nhau ở một trận đấu chính thức nào. Lại nói về Real Betis, những người con xứ Andalusia đang có một chuỗi phong độ khá ổn ở giải quốc nội. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thua 1, thắng 3 và vừa xuất sắc cầm hòa Real Madrid không bàn thắng vào cuối tuần vừa rồi. Mặc dù Betis đang thiếu vắng chủ công Nabil Fekir, Sergio Canales và Juan Cruz vì lý do chấn thương, nhưng có vẻ điều này không quá ảnh hưởng đến lối chơi tập thể mà ông Pellegrini xây dựng. Tóm lại, về những nguyên nhân về lực lượng cũng như cái dớp Tây Ban Nha của Man United, trận đấu lượt đi tại nhà hát của những giấc mơ được dự đoán sẽ diễn ra với chiều hướng khó lường và chắc chắn đấy sẽ là một trận cực kỳ đáng xem. Ngoài ra, người ta muốn xem thử cái khả năng đưa đội bóng về đúng quỹ đạo khi gặp phải nghịch cảnh của Erik ten Hag đã đến đâu. Nếu như phải chờ đợi đến trận đấu giữa Man United và Betis loạt đấu 3 giờ sáng, thì hãy cùng tôi đến với Bồ Đào Nha để trải nghiệm trận đấu căng thẳng nhất loạt đấu sớm 0:45, trận đấu giữa Sporting Lisbon và Arsenal. Sân vận động Estadio José Avalanche sẽ diễn ra cuộc tiếp đón đội bóng đang ở trên đỉnh nước Anh là Arsenal. Lần gần nhất và cũng là lần duy nhất hai đội gặp nhau ở Europa League là vòng bảng của Cúp C2 mùa 2018-2019, nơi mà Arsenal đã thắng 1 và hòa 1. Các pháo thủ đang rất tự tin sau chiến thắng ngược dòng mang tính chất then chốt trước Bournemouth. Họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về lợi thế trên sân khách trong vòng knockout này. Trong 13 trận phải làm khách ở EPL, The Gunners đã thắng đến 10 trận đấu trong số này. Vì thế có lẽ rằng việc phải làm khách trên sân của Sporting Lisbon không phải là điều gì đó có thể cản bước được họ. Xét về tương quan lực lượng, trong khi Gabriel Jesus khó có khả năng ra sân khi chỉ mới vừa trở lại tập luyện, thì Leonardo Chosa dự kiến hồi phục kịp thời để đối mặt với đại diện ở bán đảo Iberia. Eddie Nketiah đã gần như sẽ quay lại đội hình chính sau khi bỏ lỡ chiến thắng trong Bournemouth vì chấn thương. Người ta không biết liệu Arteta có tung ra đội hình mạnh nhất hay không, nhưng việc các thủ dự bị như Rio Nelson hay Emin Smith-Rowe thi đấu khá ổn mỗi khi được tung vào sân chắc chắn sẽ khiến cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha này yên tâm hơn khi bắt buộc phải xoay tua. Mặt khác, đội chủ nhà đang có chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng Arsenal sẽ là mối đe dọa lớn hơn nhiều cho đoàn quân của Ruben Amorim so với các đối thủ trước đó của họ. Tiền đạo Paulinho dự kiến sẽ trở lại đường xuất phát sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Poti Monense, trong khi tiền vệ Daniel Baraganca vẫn phải tập trong phòng hồi sức. Với tất cả những thông tin trên, chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi vào một trận đấu hay và cởi mở giữa hai đội bóng ấy. Dòng chảy của Europa League lại dẫn dắt chúng ta đến với nước Ý xa xôi. Trên sân vận động Olympico, đoàn quân của người đặc biệt sẽ tiếp đón Real Sociedad. Đội bóng đến từ thủ đô đã nhanh chóng phục hồi trở lại sau trận thua 1-2 trước Cremonese khi đội bóng này đánh bại Juventus nhờ bàn thắng của Gianluca Mancini vào cuối tuần. Về lực lượng của Roma, Tammy Abraham đang cố gắng để được đá chính trong khi đội chủ nhà không có bất cứ lo lắng nào về chấn thương. Ngược lại, Real Sociedad đã không thể biến sự áp đảo của mình thành bàn thắng trong trận hòa không bàn thắng với Cadiz. Nhưng tin vui cho đội bóng xứ Basque là tiền vệ trụ cột David Silva đã bình phục chấn thương. Cựu cầu thủ Man City trở lại đường xuất phát, trong khi tất cả những người như là Sadik, Mkhitaryan và Eslu Tundo vẫn ở trong phòng hồi sức. Đây có lẽ không phải là cặp đấu có nhiều lượt view nhất, nhưng đây có lẽ sẽ là trận đấu khó dự đoán nhất cho giới chuyên gia khi cả hai đội đều có phong cách thi đấu khá linh hoạt kèm với một hàng thủ vô cùng chắc chắn khi đều thủng lưới dưới một bàn một trận.
Nước Đức xa xôi sẽ là điểm đến thứ tư của video này, nơi một đội chủ nhà khác là Union Berlin sẽ có cuộc tiếp đón với câu lạc bộ hoàng gia Union Saint-Gilloise. Về phía đội chủ nhà, sau trận hòa không bàn thắng tẻ nhạt với Cologne ở Bundesliga, Union Berlin sẽ tìm cách trở lại mạch chiến thắng khi đối đầu với Saint-Gilloise ở trận lượt đi vòng knockout Europa League. Đội bóng thủ đô đang trải qua một mùa giải rất thành công và màn thể hiện của họ trong hai trận đấu với Ajax chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ lý do để lạc quan trước những thử thách sắp tới. Tất cả Rosillon, Strafford và Jesseman vẫn phải ngồi ngoài với chấn thương. Về phía đội khách, dù đã có được chiến thắng 2-1 trước Open ở giải vô địch quốc gia Bỉ, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trước Union Berlin, đội đang là một thế lực thực sự đáng gờm trên sân nhà. Khi hai đội gặp nhau vòng bảng vào tháng 11 năm 2022, Union Berlin đã đánh bại Saint-Gilloise nhờ bàn thắng của Misen, và chúng tôi dự đoán rằng lịch sử sẽ có thể lặp lại. Về phía đội khách, Teddy Thomas và Eket Azencha vẫn đang trong diện hồi phục. Điểm đến thứ 5 sẽ mang chúng ta trở lại với bán đảo Iberia, nơi đội bóng thành phố cảng Sevilla sẽ gặp đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahçe trên sân nhà Sanchez Pizjuan. Sevilla sẽ phải quên đi trận thua nặng nề 6-1 trước Atletico Madrid để hướng tới trận đấu lượt đi này. Fernando đã trở lại sau lệnh cấm thi đấu tại La Liga, trong khi Luis Badde, Karim Rekic và Jesus Manuel Corona vẫn phải ngồi ngoài với chấn thương. Mặt khác, Fenerbahçe đã có được chiến thắng liên tiếp trước Konyaspor và Kayserispor. Nhưng Sevilla với điểm tựa sân nhà không phải là một thử thách đơn giản. Với phần đội khách, những Alioski, Gustavo Henrique, Juan Perez và Sangare đều đang phải vật lộn với chấn thương thời gian gần đây. Những ai không thích trận đấu giữa Man United ở khung 3 giờ có thể chuyển sang theo dõi ba đầm gia thành Turin trong cuộc tiếp đón Freiburg. Sau khi vượt qua Nantes ở vòng 32 đội, Juventus sẽ tìm cách mang đến cho người hâm mộ một lý do khác để ăn mừng trong trận đấu lượt đi với Freiburg tới đây. Bianconeri đã để thua 0-1 trước Roma trong trận chiến rất quan trọng ở Serie A vào cuối tuần, nhưng họ vẫn được coi là ứng cử viên vô địch ở Europa League. Trừ Arkadiusz Milik ra thì các thủ vắng mặt còn lại như Kyle York hay De Ciglio đều không quá ảnh hưởng. Mặt khác, đoàn quân của Christian Streich thất bại trong 4 trận Bundesliga trước đó. Tuy nhiên, Freiburg đá trên sân khách lại khá tệ. Tiền vệ Daniel Kofi-Kiere vắng mặt vì chấn thương cho đội khách. Giới chuyên gia dự đoán rằng Juventus có thể có một chiến thắng tối thiểu. Điểm đến áp chót trong cuộc hành trình ngày hôm nay sẽ là cuộc chạm trán giữa Bayer Leverkusen và đại diện của Hungary Ferencváros. Đoàn quân của Xabi Alonso sẽ cố gắng giành lấy lợi thế trận lượt đi trước Ferencváros ở vòng 16 đội Europa League trên sân Bay Arena. Đại diện Bundesliga đã có những dấu hiệu cải thiện phong độ thời gian ở đây và màn trình diễn của họ trong chiến thắng 4-1 trước Hertha Berlin sẽ củng cố niềm tin chiến thắng của người hâm mộ. Tiền đạo chủ lực Patrick Schick đang có thể xuất phát từ đầu, trong khi hậu vệ cánh Jeremy Frimpong đã cùng với Andre Rublev và Charles Araguiz vẫn đang trong quá trình hồi phục. Mặt khác, nhà vô địch Hungary đang dẫn đầu cuộc đua giành cúp quốc nội, nhưng họ sẽ có một ngọn núi phải vượt qua trong trận đấu tại Europa League. Cộng thêm việc Ferencváros không phải là đội đá sân khách quá giỏi, các ý kiến cho rằng nhiều khả năng Leverkusen sẽ có được điều họ cần ngay từ lượt đi. Sau một ngày dài, chúng ta sẽ đến Ba Lan để xem đội bóng Ukraine là Shakhtar Donetsk với đại diện đến từ Hà Lan Feyenoord. Shakhtar Donetsk và Feyenoord sẽ đối đầu tại sân vận động quân đội Ba Lan vì những lý do chiến sự. Đội bóng đến từ Ukraine đã may mắn hơn khi loại được Rennes ở vòng 32 đội Europa League vừa qua. Mặt khác, Rotterdam đang dẫn đầu bảng xếp hạng của giải Hà Lan và đây là một mùa giải họ đang hoàn toàn tập trung cho giải vô địch quốc gia. Xét về lịch sử đối đầu khi hai đội gặp nhau ở Champions League 6 năm trước, Shakhtar Donetsk chiến thắng trước Feyenoord. Phía Donetsk không có chấn thương nào đáng chú ý, trong khi tất cả Bielo, Timber và Wallermark sẽ bỏ lỡ trận đấu này. Đó là tất cả nhận định trước từng cặp đấu vòng 16 đội của Europa League. Các bạn muốn thấy những đội nào có mặt ở vòng tiếp theo, hãy comment ở dưới cho mình biết nhé.